Việc sáng nay thì mình cũng đi theo cái bờ bao đó đó. Bờ bao là cái chỗ hàng rào đó, là bờ bao đó. Trong đây thì dừa cũng nhiều lắm. Có cái clip này là dừa dữ nhất luôn nè. Quá trời luôn nè. Mấy anh làm thì anh cũng cắt hết rồi. Cắt cây khoảng chừng cái này 5 thước, cái này 4 thước rồi. Mấy cái dừa này nữa thì để mình cắm mấy cái đường ngang đó, đó. Mấy đường ngang bờ bao đó thì mình cắm hết á. Giờ là lội lên xe. Đi theo cái lối mòn. Hôm nay nhân công người ta vô bứng bứng mấy cây này, cây sầu riêng nè. Rồi mấy cây bưởi nè, bứng ra hết. Nữa mình làm cái này lại nè. Cái này còn thấp. Nên là mình chẻ clip lại. Sầu riêng này là nghe dì Hương cũng chia sẻ thì cây như vậy là 65.000 cây đó. Không biết cây bao lớn cũng 65.000 đó. Bứng lại để khi mình làm clip rồi á có cây để trồng. Dữ lắm cây mà. Chiều hôm qua làm tút đằng kia lận, nhưng mà chiều cái mình bò lên đây. Bò ở đây của chú anh chị biết sao không? Ở đây có cái nhà có người ở đây nè. Chứ có gì cái người ta nghe đùng đùng gì đó, người ta rổ đèn cái. Giờ mình làm cái bờ bao này nè. Bờ bao này thì cái mặt clip của nó bây giờ nó có chỉ có 4 mét thôi. 4 mét thôi, bây giờ mình cũng cầm cái hàng cây chỗ này rồi. Đi thẳng dưới luôn. Chỗ này nữa mình giật clip chỗ cái xe mình là cái con mương đó. Mình đưa đất qua đây lấp cái mương này, làm cái clip cho nó bự ra và nó cao lên. Có cái clip chỗ này thì nó cao rồi nè. Còn cái clip chỗ này nè, chỗ cây măng cục nè, nó thấp quá thấp. Giờ mới nâng cao lên á. Giờ mình đi giáp bờ bao luôn. Sáng thì mình làm được rồi. Chiều hôm qua ảnh cũng cầm nhiệt tình này cầm hết rồi. Mình ra sớm hơn ảnh tiếng. Gốc dừa mà nhổ lên là mất cái lỗ đất ở đó đó. Giờ giá lại. Mình làm sao mà cái miếng đất này nè là ở trên nó là không còn cái gốc dừa nữa. Và mình rải đất cho nó đều hết. Xới để cho người ta trồng cây á. Nên cái miếng đất này làm thời gian cũng khá là lâu rồi. Giờ thì mấy ngày đầu rồi, trước mắt thì mình chỉ làm rồi dọn vậy thôi chứ chưa có ra đâu hết trơn. Khoảng tháng nửa tháng gì đó rồi mới hình dung ra được nữa. Tới trong đây thì người ta bà con người ta trời cây dừa để cầm luôn, người ta cho lấy đất ở con mương á, nên mình có đất nè, làm như nó tùy theo khúc. Như khúc ngoài kia thì một người không cho, cái người kế bên người ta không cho luôn à, không biết sao kỳ không biết. Còn trong đây nguyên đoạn này người ta cho nè, cho đánh nguyên chữ U hôm qua nay người ta cho. Chỗ này là nguyên
nguyên một cái bộ tre mà quá trời tre ở đây. Bờ đê này làm cho nó kiên cố chứ nước nó không ngập ở đây nổi. Những nhà trong đó nó đâu ngập đâu. Nhà cái nền trong đó đó là bằng cái lại cái clip mình đang làm luôn nè. Mà hỏi anh đó có ngập không, anh nói không luôn. Quá giỏi, quá hay. Ok gì anh? Cậu vô tắm cái này quá đẹp. Dạ. Yeah. Quá hay luôn. Chỗ này nó yếu quá anh ơi. Ừ, cây dày mới chắc ăn nè. À, cầm hết cái dàn cây ra rồi cái dừa dài đó tấn qua đây luôn. Ừ. Tính làm mặt clip đó 10 thước luôn cái gì anh nhé. 10 thước anh. Quá trời vậy. Không biết mương mấy thước trời. Cái mương thì em chưa biết thôi, là đo rồi 10 thước đúng á. À, mặt clip ngoài này là 10 thước nè. Không biết mương này là mương xuôi lên nè. Cái mặt đó đựng thước không anh? Ba. Anh đo chưa? Thứ ba. Thứ ba không? Để gọt nhỏ lại à. Cái mặt này nè, anh sửa lại giờ, sửa lại luôn nè. Ba không à, thấy cũng vừa á. Mét ba hả? Bánh trồng cây gì quá tay anh nhé. Cao nhà Thái. Cao nhà Thái hả? Cao vàng hả? Thái hả? Đài Loan hả? Mỗi một tưa tưới cái khá là tiền ha. Như này sách thùng gì nổi thì sách. Sách trồng bán Tết quá. Đoạn này cái clip mà quá trời bự, cái 10 thước mà cái này ngay cái mương nữa nên cái này là em đánh lề luôn đó. Biến canh mặt bờ 1 thước nè. Lắp luôn. Lắp luôn nữa mà xe đâu đi đây gạt được đâu. Mình chờ mấy bển mình đua đất qua đây thôi. Đã ngay cái mương đi cái lúng lắm lúng. Còn đoạn trên đó thì mình còn đi tới lui được đó, mình gọt được. Phải không? Nữa như trong đây là mình làm thấp đây nè, đâu có làm cao bằng này. Này là kê lên mà 2 3 tấc nữa được rồi, 3 tấc được rồi. Nó bởi anh đo dùm cái mặt chắc, anh đo đây này. Hả? Là mặt bằng mặt là clip ha. Ừ. Ừ. Đó. Ồ vậy cũng được rồi. Em đó 1m3 đó. Đâu anh đo thứ coi. Thước bỏ gần đây không? Anh lấy anh đo em ơi. Đất này thì nó thực sự ra nó không có điều đất gì hết trơn. Chỗ thì cái mặt clip mình nó thấp chấm mà. Còn chỗ thì nó cao. Chỗ mình đang làm chỗ này thì thiếu đất quá trời thiếu, còn ở trên đó thì đủ đất đó, trên đó nó cao đó. Nó mà bây giờ cái mặt clip chỗ này là nữa làm 10 bề ngang 10 thước luôn. Rồi cho nó thẳng từ đằng đắng thẳng qua đây luôn như nè. Ở clip đây đó chỗ đó đó. Nè, quay đường chính luôn lên coi nè. Quay đi. Nè, nó ra tới 1m4 luôn, 1m5 nè. Dữ vậy hả? Nè, 150 nè. Ra tới 1m3 rồi hả? Nè, 1m3 là ở đây nè. Ừ. Rồi đúng rồi, cái lề này 1m5 đúng. Rồi anh thước tới đâu rồi anh coi coi. Dạ. Không bao giờ anh thước cầm cây cho nó, thước nào nó không biết em gọt là nhỏ nhỏ chút nha. Thước phải không? Ừ. Thước tại đây. Ồ. Nè, để cầm luôn cho anh coi. Ồ, vậy cũng được rồi, có gì đâu. Nửa lỡ vừa. Nè, là thước là đo từ cái bạc của máy vô nè. Nè, thấy không? Ừ. Tâm nè. Ừ, anh tâm á. Mấy ba bao? Tâm là thước ha. Ừ. Rồi. Đâu có đi học không? Có. 10 tấc thì vô thước. Ừ. Tâm là thước. Rồi, đi gọt nhỏ lên chích. À nó vui dễ đây, thiếu vốn cả nấu luôn lấy gì đâu đắp. Ừ, đúng rồi. Dư thì nó dễ. À, dư dễ ha. Ừ. Dư quá, dư quá lấy giá đào xuống hả? Ừ. Nó còn dễ. Thiếu rồi người ta đo lại rồi thiếu rồi lấy gì đắp vô. Ừ. Vì nhà cầu đất nhà đắp thôi vậy. Ừ, đúng rồi. Rồi vậy chứ em thấy cái mặt cái đó cũng vừa đó. Vừa. Vừa đó ha. Ừ. Được vậy là ngon rồi. Ừ. Ủa ba cái cao Đài Loan này giờ giá thành cao hơn nhé. Giờ thấy tôi vậy là khoảng 200.000 một bụi. Bụi bứng ta lấy đó. Dạ. Rồi nếu mà bán Tết người nhà người ta bứng người ta vô chậu là khoảng 300-350. Dạ. Đó là nó chịu rồi ra rễ rồi đó. Là cái người mua là 350 hả?
Như em mua là 350 dậu hả? Đúng rồi, 350 á. Ừ. Rồi như vậy tới giờ người ta mua bấn á thì 200.000. À. 250 đã mua lấy con thì dăm lại á. Tùy theo chậu bự nhỏ. Ừ. Ừ. Như chuột ăn vậy anh ơi. Chuột ăn trước mình ăn sau. Ừ. Gốc dừa đó anh tề cho nó sát sát được không anh? À tề. Tề nó ngay cái mé kinh này, nhỏ một cái nó bứng nguyên một đất nó lên luôn. Lỡ luôn á. Anh tề sát sát cái em đi em chẻ cái cọng xích qua bên đây nè. Được không? Ừ, thấp xuống chút nó được không? Ừ ừ. Vô đây là uống toàn nước dừa không? Một rừng dừa mà. Chỗ này thì nó yếu quá yếu đi nên mình cầm dừa cái 2 3 4 5 6 sáu cái dừa lại thêm cái dừa ngang nữa ở đẳng thêm đoạn giống vậy nữa, chỗ nào yếu thì mình cầm dừa cho nó nhiều một chút, còn chỗ nào mà nó có đất đất á chứ lại có cây nó chịu sẵn trong cái thành bờ nè mình không có cầm chỗ đó. Đốt cho nó trống trải bớt.
dòm chứ. Em ngồi đây em chạy mà em hồi hộp nó rung á. Phải dòm chứ. Lại quay tới trưa rồi. Cái bờ đê này nè, từ cái chỗ hàng cây này nè vô tới ngoài là đo là 10 mét. Như mình làm cái bờ thẳng, tại đoạn trong đây thì đủ đất nè, nên làm cái mặt clip cho nó cao. Vòng vòng mấy hàng rài á, thì dự tính thì làm cái dưới 6 mét rưỡi thôi, nhưng mà vô đây thì mình làm theo ý chủ đất á. Người ta làm vậy mình làm, chứ mình ý người ta vậy thì mình làm theo vậy đó. Chỗ này là mình cầm 4 cây dừa rồi. Ngay chỗ này nữa nè, những con mương này là mình giá lên hết nè. Nhưng mà nữa cái độ cao của nó thì tùy theo cái tình huống mình làm thôi. Giờ trước mắt thì mình dằn cái bờ đê này trước đi. Giờ đây đặng mấy chục cái mương giống nó vậy đó. Từ nào giờ mình làm nghề cũng mười mấy năm rồi đó. Chỉ có vô cái đám vườn này là lớn nhất trong nghề mình. Từ nào giờ luôn. Chỉ có vô miếng vườn 2-3 công mẫu cũng chưa có nữa. Chưa có vô miếng vườn mẫu. Miếng vườn này là lớn nhất. Ồ, cái này lo bữa ăn là thỉnh soạn dữ vậy em. Thỉnh soạn mỗi hôm à. Ngày nào cũng có. Đoàn thấy cũng như vậy mà anh. Có bưởi. Có dì Hương mới cho trưa mà đang làm. Không có ăn được. Thôi sẵn đây mời ông bà xa dụng mình cái bữa cơm trưa. Bưởi với dừa thì thôi. Khỏi phải bàn rồi. Trong đây thì nguyên một cái vườn bưởi. Cây nào khi mà trên clip mình làm á, nếu nó vướng thì mình phá, còn cây nào mà còn thì mình vẫn chừa lại, đang để khi mình làm xong rồi đó, người ta có cái để người ta thu hoạch. Chứ mình mà sang bằng hết luôn thì trong vòng mấy năm mà cây có lợi, đâu có buôn bán, đâu có nguồn thu trong cái kinh tế. Mình suy nghĩ vậy đó, nhưng mà không biết dì Hương chừa hay để, mình cũng không rành trong đây nha. Theo mình suy nghĩ vậy thôi. Làm này mình làm ăn công mà cứ từ từ nhổ, vừa nhổ cũng nương máy, mình siết quá cái máy mình nó xuống luôn. Nó cũng đơn giản như con người mình thôi, người mình mà bình thường ví dụ như mình giác khoảng chừng bao lúa 50 kg đi. Thì mình giác ngày là mình giác có thể được 100 bao. Còn mình giác khoảng chừng 70 kg. 70 kg thì mình sẽ giác xuống lại, giảm lại. Còn khoảng 60 bao hoặc là 70 bao vậy đó. Bởi làm cái miếng vườn này cái lượng dầu ra nhiều lắm, hao dầu lắm. Rồi mình tải nặng mà chạy ra phải lớn. Nó mới chịu nổi. Thank you.
xe lại cái sở chỗ này nữa là nó lên rồi đó. Chôn đây luôn để đào dưới chân nó cho sâu sâu một chút. Đào lấy đất lên á, chỗ này nó cũng ngay cái bờ đê nữa. Nó tới 10 thước luôn mà không có mọi màn vô đây nổi á. Gốc lại bụi tre nằm có một chỗ một bởi những việc này nè mình làm sớm nè để cái anh mà anh theo anh phụ á thì người ta đã ảnh hàng ngày nó rồi cũng tận dụng cái thời gian sắp xếp công chuyện hết á, nên khi mình làm thì ảnh cũng có một chuyện làm chứ mình vô thời gian mà anh làm ăn ngày mà anh theo mình không vậy nè rồi cái giai đoạn mà mình nhổ gốc nó ảnh chờ đợi á, nên mình đi ra làm sớm là vậy đó, tội nghiệp cho chủ nhà thôi chứ mình với ảnh không liên quan gì, không có bà con gì hết á. Mới có 11 giờ 40 à, mình ra chạy sớm trước ảnh 20 phút rồi 12 giờ ảnh ra đó. Chút ảnh ra là mình có chuyện làm rồi, mình sẽ cầm cây này lại nè. Đó trời, thiếu đất đây rồi.
ráng hết cái này cái mệt cái đoàn ha. Nãy giờ làm mấy hả? Mệt rồi hả? Gì? Làm việc nặng hả? Rồi giờ tới mình làm việc. Mưa này thì nghỉ chứ đâu có làm được. Thấy trời chớp nháng cũng ớn quá. Tính vô trong cái nhà trong đó nghỉ ngơi đó nhưng mà chạy không kịp. Hết mưa rồi trời mát mát. Chạy máy nó khỏe. Quá trời trưa gì nó nắng là muốn bệnh luôn. Nhổ ba cái góc này, ba góc này là dọn cái đường bo trống là chiều luôn rồi đó. Ngày mai tính nữa, vô đây là làm là tính ra thời gian dài lắm, hoàn không luôn. Để trưa làm mình không nghỉ trưa nữa, ngày quanh quẩn chạy giống cũng cỡ chắc khoảng cỡ 9 tiếng ngày. Mình giờ cũng không có chạy ngày mười mấy tiếng nổi. Phải thanh niên mà trẻ trẻ mà anh em mà mới lên tài á, thì mình chạy ngày khoảng 15, 16 tiếng. 14, 12, 13. Còn mình bây giờ dạng như tuổi không có lớn gì mấy, nhưng mà thấy chạy vậy cũng vừa rồi, vừa sức rồi. Vô đây dự tính mình chạy tính thời gian tháng mà, chứ đâu có tính một hai hôm được. Với lại cái quan trọng giờ muốn làm không được nữa. Phải có người theo rồi cầm cây rồi xịa rồi làm mới được. Chứ mình chứ mà bằng đêm bằng hôm chạy mà cầm cây thì cây tập chết luôn. Ngày cầm không xong đây mà. Dọn ba cái gốc này lại cầm hàng cây bên đó nữa là vừa luôn rồi đó. Có vạt này là dữ nhất à. Còn tên dài đằng kia thì khỏe rồi, nhưng mà bù qua sức lại. Thì cái miếng đất này mình cũng đã xem rồi, mình mới vô làm. Vô miếng đất thì cũng có này có kia chứ không phải vừa hết. Như nguyên vạt bên kia thì trống lỏng mà. Có nặng nhất là cái vạt này nè, với lại nguyên vạt ở đây. Còn cái vạt trong đó thì cây nhỏ mà, chứ không có cây bự. Có ngoài này là cây dạng dữ á. Để nhổ hết dàn gốc này cái bò xe lên gần gần cây dừa đó đậu, tránh có cái nhà đó đó.
anh Phụ đóng cho ba cái này nữa rồi về đây ha. Ở đây em làm chút nữa em về sau. Tới giờ anh về. Người ta làm ăn ngày mà. Đó chưa ngay góc này không? Ngay đây không phải không? Ủa anh nhắm ngay đây, nhắm ngay đây. Thôi chắc mình xin tạm dừng ở đây, mình xin mến hẹn gặp bà bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai.